trời. Anh đang làm gì vậy? Anh đang thử đôi tất. Đôi tất này, một bên anh đi tất trơn, một bên anh đi tất chống trượt. Đây, tất chống trượt. Không bị trượt, mà tất chống trượt này. Trơn quá. Đây. Đây này. Nhìn chỗ chống trượt này nó đỡ không? Đi đá bóng. Mà có cái gì bên dưới đi nào? Đi đá bóng thoải mái, không bao giờ chịu trơn. Đây này. Có cái chống trượt ở chưa ở dưới này. Để ở bàn chân nó không chống trượt đây này. Tất trơn nó không có đâu, điểm đặc biệt đấy. Đây này. Nó còn có cả vài dẹt nhá, vài dẹt thoáng khí ở chỗ này, chỗ này với chỗ này nhá. Nếu mà để đá bóng ấy, đá bóng thoáng khí này rất chỉ tốt, công nghệ dẹt là công nghệ tiên tiến của thế giới. Anh mua nhiều thế. Đây là nghiên cứu chuyên sâu sản xuất thể thao. Mua mấy màu của con trai đi đá bóng rồi thay nhau để phối đồ cho nó đẹp ấy, nhìn ra sân cho đẹp. Anh bảo nhá, đặc điểm nếu mà bọn anh hay đi đá bóng em không biết được. Nếu mà đi cái đôi này mà giày ấy nó không bị trơn, nhiều khi các cầu thủ tự dắt bóng nhiều khi còn tự ngã bởi vì nó trơn không. Cái tất nó trơn hoặc là sút nó trượt không chuẩn, nếu đi đôi này vào chắc trơn hơn này, đá thích hơn, đá chắc trơn mà sút dễ vào hơn mà được. Mình đang đá hay thì nếu đi tất trơn thì đá trượt thì mất hay, đi tất này vào đá chắc trơn mà thế anh hơn. Em đi đá bóng thì mua thêm vài đôi nữa để đi. Tất nhiên là mua rồi, em biết không, hôm nay anh mua được rẻ cực kỳ luôn nhá. Này, ui, tất này chắc chắn như thế thì có mà không dưới 50.000 đâu. Đây này, còn nhiều màu nhá, tất trơn nhá, ít màu hơn. Đây anh mới đặt 3 màu thôi, còn mấy thế màu anh mua bao nhiêu? Anh mua trên TikTok shop trợ giá có chưa tới 20.000 một đôi này mà công nghệ rẻ. Rẻ thế á? Tất này tất là ấy đấy, tất sang trọng đấy, tất cấp cao đời cao ấy, không phải là đơn giản đâu. Đấy. Thế bây giờ muốn mua thêm thì mua ở đâu? Vào đâu để mua? Mua ở TikTok shop ở trợ giá là rồi tay trái, ship miễn phí về tận nhà luôn. Ủa còn được miễn ship nữa cơ.